bắt giữ đối tượng Lê Quốc Bình, 44 tuổi, trú tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định, là đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố và phá hoại. Khám xét người nơi ở của đối tượng thì công an tỉnh Bình Định đã thu giữ 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại, một xe mô tô phân khối lớn cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá nhà nước Việt Nam. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Năm 2016, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức Việt Tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức này sẽ là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Liên quan đến vụ gây rối đốt phá trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, ngày hôm qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố thêm 17 bị can. Cùng ngày thì quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Như vậy là đến nay đã có 32 đối tượng bị khởi tố phục vụ công tác điều tra vụ gây rối và đốt phá trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Theo công an tỉnh Bình Thuận thì tất cả các đối tượng bị bắt giữ tại thành phố Phan Thiết và đều thừa nhận do có người đưa tiền và bảo tham gia gây rối. Các đối tượng cũng thừa nhận là không biết và không có động cơ mục đích phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Theo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận thì việc lôi kéo người dân tham gia biểu tình gây rối an ninh trật tự tại địa phương trong tháng 6 vừa qua là do các đối tượng phản động chống đối gây ra. Thành phần bị lôi kéo chủ yếu là các đối tượng hình sự ma túy. Việc phản đối luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt chỉ là cớ của các đối tượng phản động chống đối nhằm lợi dụng kích động lôi kéo đám đông gây mất an ninh trật tự. Hiện thì công an tỉnh đang tập trung truy tìm số đối tượng cầm đầu, chủ mưu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.